Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Jenny sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ thưa quý vị. Xảy ra một vụ cháy chung cư tại New York khiến 12 người tử thương. Các nhà điều tra thành phố New York vào sáng thứ Sáu 29 tháng 12 đang điều tra nguyên nhân một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa chung cư ở khu Bronx đã làm 12 người chết, trong đó có 4 trẻ em. Đây là vụ cháy gây thương vong nhiều nhất trong 25 năm qua. Ông Daniel Negro, người đứng đầu của Sở Cứu Hỏa thành phố, nói tại một cuộc họp báo cùng với thị trưởng New York Bill de Blasio rằng ngọn lửa bùng phát lúc gần 7 giờ tối đêm thứ Năm 28 tháng 12 tại tầng 1 của tòa chung cư xây bằng gạch. Lửa lan nhanh lên các tầng trên. Nguyên nhân cháy đang được điều tra. Truyền thông địa phương cho biết là trong số 12 nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em tuổi từ 1 đến 7 tuổi và một cậu bé chưa xác định được danh tính. Thị trưởng thành phố New York cho hay hiện có 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đang phấn đấu để sống sót. Theo nhà chức trách thì đội cứu hỏa đã cứu được 12 người từ tòa chung cư này, thưa quý vị. Luật mới của California vào năm 2018 sẽ miễn phí cho cao đẳng, trung học bỏ thi ra trường, lệ phí đăng bộ xe tăng, lương tối thiểu tăng, cấm súng tại trường học. Có nhiều luật mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018 tại California. Dưới đây là một số luật mới sẽ ảnh hưởng đến đời sống của cư dân Việt Nam. Lệ phí, tăng lệ phí đăng bộ xe hơi. Theo luật SB 1 thì người lái xe ở California sẽ trả thêm từ $25 tới $175 để đăng bộ xe hơi ở DMV. Lệ phí tăng sẽ có hiệu lực từ 1 tháng Giêng năm 2018. Xe trị giá từ $0 cho tới $4,999 thì tăng lệ phí là $25. Xe trị giá từ $5,000 tới $24,999 sẽ tăng lệ phí $50. Xe trị giá từ $25,000 tới $34,999 sẽ tăng lệ phí là $100. Xe trị giá từ $35,000 tới $59,999 tăng lệ phí là $150. Xe trị giá từ $60,000 hay là cao hơn nữa thì tăng lệ phí là $175. Luật liên quan đến cần sa kể từ 1 tháng Giêng năm 2018 cấm hút cần sa hay là nhai cần sa trong khi lái xe hay là đang ngồi trên xe do người khác chở đi. Tội này tương đương với DUI, tức là lái xe dưới sự ảnh hưởng của rượu và ma túy. Về vấn đề lương thì sẽ tăng lương tối thiểu, sẽ tăng tới $11 một giờ kể từ 1 tháng Giêng năm 2018 đối với hơn 2 triệu công nhân tại California. Luật liên quan đến di dân thì tiểu bang California theo luật SB 45 sẽ hạn chế cảnh sát tiểu bang và địa phương tại California không cho hợp tác với Sở Thực hành Luật Di trú Liên bang, gọi tắt là ICE. Kể từ 1 tháng Giêng năm 2018, cảnh sát California không có quyền hỏi bất kỳ ai về tình hình di trú, không giữ họ lại, giao cho ICE, chỉ trừ phi người đó phạm tội hình sự. Luật AB 291 cũng cấm chủ nhà, chủ phố báo cáo về người thuê nhà là di dân bất hợp pháp, thưa quý vị. Và về luật SB 179 sẽ không buộc lựa chọn ghi là nam hay nữ trên bằng lái xe, tức là nói về giới tính. Người chuyển giới có quyền ghi danh là non-binary nếu không muốn tự nhận là nam hay nữ. Sự lựa chọn mới sẽ khởi sự từ 2019. Luật liên quan đến súng thì cấm súng ở khuôn viên của trường học. Luật liên quan đến xe buýt thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, bất kỳ ai trên xe buýt đều phải buộc dây seat belt nếu xe buýt có trang bị dây buộc. Luật SB 20 cũng cấm người lớn đưa trẻ em từ 8 đến 16 tuổi lên xe buýt, trừ phi các em được buộc dây seat belt thích nghi hay là trang bị một hệ thống an toàn tiêu chuẩn. Luật liên quan đến cuộc thi ra trường. Kỳ thi ra trường trung học trước giờ vẫn rất là dài. Luật AB 830 vĩnh viễn xóa sổ kỳ thi ra trường trung học. Và luật liên quan đến những con thú cưng, luật AB 485 cấm các tiệm gia súc không được bán chó, mèo, thỏ, trừ phi đây là các thú vật được cứu vớt. Luật này nhằm ngăn cản các tiệm không cho bán thú nuôi từ trại nuôi thú và ngăn không cho hoạt động cấy giống thú cưng tập thể. Luật liên quan đến sự miễn phí tại đại học,
trong nỗ lực do Đảng Dân Chủ vận động toàn quốc để miễn phí đại học. Luật AB19 là bước đầu, sẽ miễn lệ phí một năm cho các sinh viên lần đầu ghi danh toàn thời gian tại các cao đẳng cộng đồng California. Luật liên quan đến đầu phiếu nhằm thúc đẩy đông người đi bầu, luật SB 450 thay các phòng phiếu trong khu phố bằng hình thức bầu phiếu chủ yếu qua bưu điện. Tất cả cử tri đều nhận phiếu qua bưu điện và họ có thể bỏ phiếu bầu này vào một nơi định sẵn trong vòng 4 tuần lễ trước ngày bầu cử. Luật làm mờ kính xe, tức là luật thin xe, luật AB 1303 cho người lái xe có bệnh với chứng nhận từ bác sĩ già để dán tấm kính màu làm mờ kính xe, tức là tinting xe, để không bị máng nắng mặt trời làm hại da. Luật liên quan đến người băng qua đường, hay còn gọi là jaywalking. Người đi bộ băng qua đường trong khi đèn đỏ có hình bàn tay chớp chớp sẽ không còn bị phạt nữa. Theo luật AB 390, nếu đèn đỏ hình bàn tay xuất hiện và đếm xuống mà người ta đi bộ đã khởi động băng qua sẽ được cho băng qua tiếp. Tin Las Vegas, vệ binh cảnh sát sẽ siết chặt an ninh đêm giao thừa. Nhà chức trách Las Vegas thuê thuyền xạ bắn sẻ tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ các sinh hoạt đón giao thừa. Thành phố được viên chức liên bang phối hợp trong việc bảo đảm an ninh tại khu vực Las Vegas Strip, nổi tiếng với thu hút du khách bốn phương. Hôm đầu tháng 10, nhạc hội tại đây đã bị tấn công từ khách sạn cao ốc, 68 người chết và hàng trăm người bị thương. Đêm giao thừa sắp tới cũng chứng kiến nhạc hội của các nghệ sĩ nổi tiếng như là Britney Spears, Bruno Mars, các ban nhạc Maroon 5 và Foo Fighters. Cảnh sát trưởng quận Clark cho biết thêm, vệ binh quốc gia Nevada đưa 300 quân nhân tới Las Vegas và phi trường. Quân số cảnh sát bảo vệ an ninh 3 ngày trước và sau đêm giao thừa là trên 1.500 người, thưa quý vị. CEO Tim Cook của Apple lãnh lương 102 triệu đô la vào năm 2017. Trong năm tài chính 2017, CEO Tim Cook của hãng Apple đã nhận được mức lương 3.06 triệu đô la cùng với khoản tiền thưởng là 9.33 triệu đô la và nắm giữ 89.2 triệu đô la cổ phiếu của công ty. Như vậy là tổng thu nhập của CEO Tim Cook trong năm 2017 lên đến 102 triệu đô la. Thông tin đã được Apple chia sẻ với trang Bloomberg để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông thường niên của công ty sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 2, 2018. Các nhân viên điều hành của Apple như là Luca Maestri, Angela Adren, Johnny Sruzzi, Dan Rico và Bruce Sewell tất cả đều sẽ nhận được khoản tiền thưởng hơn 3 triệu đô la, nâng tổng thu nhập trong năm cao gồm lương và cổ phần lên đến khoảng 24 triệu đô la một người. Cùng với công bố thu nhập, ban điều hành của Apple hiện còn yêu cầu CEO Tim Cook phải sử dụng máy bay cá nhân trong công việc và đi lại. Chính sách mới đã được bổ sung thêm từ năm 2017 vì lợi ích an ninh và hiệu quả cho vai trò CEO quan trọng của Tim Cook. Trong năm 2017, chi phí đi lại bằng máy bay của Cook vào khoảng 93.109 đô la và Apple cũng chi thêm 224.216 đô la vào các biện pháp bảo vệ an toàn cho ông. Khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Bão lớn mùa đông không được trông đợi, nhưng là một đợt bão mang đủ tuyết gây khó khăn lưu thông trên xa lộ tại vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ trước đêm giao thừa dương lịch. Bão từ Montana tạo ra tuyết di chuyển nhanh về hướng Đông Bắc trong khí lạnh cắt da, khiến một lượng hơi ẩm nhỏ cũng biến thành tuyết trắng. Nhà báo cho biết, chỉ 1/10 inch nước là đủ biến thành 2 inch tuyết. Tuyết phủ dày 1 inch được dự báo từ vùng giữa của rặng núi Unpalak để đến nửa phía bắc của bờ Đại Tây Dương. Người lái xe nên cảnh giác về đường trơn trượt từ New Jersey đến Massachusetts trên các xa lộ liên bang I-68, 70, 78, 80, 87, 88 và 95. Thời tiết tại Bắc Cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến Canada mà những người ở độ tuổi 24 chưa hề chứng kiến trong thời gian từ lễ Giáng sinh tới năm mới. Nhiệt độ từ Nunavut cho tới Ontario sẽ sụt giảm xuống dưới 0 độ F với gió lạnh dưới 40 độ F. Các cư dân tại một số vùng lạnh nhất tại Alberta và Saskatchewan được báo cáo là sẽ làm bể cửa kính vì không khí quá lạnh. Tại Hoa Kỳ, chỉ có những nơi ở miền Đông Nam và miền Nam của Florida là ấm. Các vùng ngũ hồ và Đông Bắc khí lạnh Bắc Cực thổi xuống hôm thứ Tư và thứ Năm làm nhiệt độ tại vùng trên của New York vào sáng thứ Năm hạ xuống còn 39 độ F.
Theo Sở Khí tượng Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, các thành phố như Chicago, Detroit, New York và Boston đang chứng kiến nhiệt độ xuống thấp vào thứ Năm và được dự đoán là thời tiết lạnh sẽ kéo dài tới ít nhất là tới 10 tháng Giêng năm tới, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.